Sốt Xe 88 xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sốt Xe 88. Hôm nay Sốt Xe 88 tiếp tục giới thiệu cho các bác mẫu Tinter 3700 đời 2020. Đang Sốt Xe 88 sale giảm giá trong tháng 11, giá từ 6.300.000 đồng xuống chỉ còn 5.500.000 đồng, tặng kèm giá nước, bình nước, chung và chắn bùn. Thì bây giờ em sẽ review chi tiết cho các bác xem cấu hình của chiếc xe đạp Tinter 3700 đời 2020 màu đen xanh dương với nhiều cải tiến về màu sắc cũng như là cấu hình. Bác nào có nhu cầu mua xe đạp thể thao Tinter thì nhanh tay alo trực online bên em 0933 522 186 để hàng mua xe này. Có truy cập website xe đạp88.vn. Bây giờ em sẽ review chi tiết một cấu hình chiếc xe đạp Tinter 3700 2020. Chiếc Tinter 3700 đời 2020 màu đen xanh dương thì đầu tiên là các bác sẽ nhìn về cái nước sơn ở bên ngoài. Xe đã không còn là tem phản quang nữa, nó là tem thường và sơn nhũ bóng. Các bác nhìn ở nhũ, những chỗ Tinter 3000 nó sẽ có nhũ. Và màu sắc hầu như cố định đó là màu đen. Và cái nền của nó là nền titan gần như của vàng gold ấy. Còn lại là cái màu sắc sơn ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đường viền này. Đây là đen xanh dương, còn lại hầu như các tem của nó đều là màu xám. Nên hầu như các bác khi nhìn vào xe như sơ qua nó rất là giống nhau. Từ màu đen tuyền, đen đỏ hay đen xanh dương đều rất là giống nhau, chỉ khác nhau cái viền. Cái viền này thay đổi thành viền xanh dương, còn lại từ tem, viền mã xe đều là một màu duy nhất, đó là đen và titan. Đấy là màu sắc sơn. Và thứ hai là càng xe đã được thay đổi, đó là càng xe đã được thay đổi cùng đồng màu với khung, đó là màu đen. Và thứ ba đó là cổ xe thì đã được thay đổi là cổ tròn không phải là cổ dẹt nữa. Pedal cũng đã được nâng cấp cao cấp hơn để thích hợp cho những bác nào đi thể thao đạp không bao giờ sợ vỡ pedal. Đấy là những thay đổi cơ bản nhất của dòng xe Tinter 3700 2020. Còn sơn xe vẫn sử dụng sơn tĩnh điện, dây đi âm sườn, khung không mối hàn. Bộ chuyển động của xe sử dụng bộ chuyển động Shimano Toley TX. Đùi đĩa là đùi nhôm Browell 3 tầng đĩa. Phủ đế sau là Shimano Toley và nip là 8 tầng nip. Xích sử dụng xích Ebener. Còn vành xe vẫn sử dụng vành Retropec. Còn xăm lốp sử dụng xăm lốp Kenda 27.5. Khóa cầu yên là khóa cầu yên Tinter nhôm, cầu yên là cầu yên nhôm đúc Tinter. Pedal là pedal này pedal của thương hiệu Slide, đúng là liên kết những hãng lớn, dòng Slide chuyên dòng xe đua. Yên xe dùng yên Retropec. Màu xe rất là đẹp, và màu này màu giống kiểu vàng hôn, rất là đẹp. Có thể anh thay đổi một tí về cái màu trên này. Vi đông và vô tăng đều là nhôm Tinter, tay phanh là tay phanh dầu Shimano, tay đề cũng là tay đề Shimano, càng xe sử dụng càng nhôm, có phục mở khóa nhanh, máy ơ Retropec mở khóa nhanh và ủ phanh trước là ủ phanh dầu Shimano. Đấy là tổng thể chiếc xe đạp Tinter 3700 đời 2020 màu đen xanh dương, cải tiến từ nước sơn, pedal càng trước cũng như là cổ để cho dòng xe này trở thành một dòng xe đồng nhất khi các bác nhìn vào. Các bác nhìn dòng xe này bây giờ nó đẹp hơn rất là nhiều, chỉ khác là nó đã giảm cái tem này đi, nó không còn phản quang nữa thôi, nhưng mà nó thêm một cái tem ở dưới. Đây các bác xem này, cái tem màu nó ở dưới nó là đặc biệt. Nếu bác nào nhu cầu mua xe đạp Tinter nhanh tay nào trực tiếp online 0933 522 186 hoặc truy cập website xe đạp88.vn. Cảm ơn các bác đã xem video.